Xin chào. Có rất nhiều người tâm đến cái sự ổn định của thân xe này, xem chiếc xe này vận hành nó có bị chồng chành không, hay là nhiều anh em có nói là nó dễ lật. Thì hiện tại tôi đang ngồi trên xe và có một cái anh ấy cũng trải nghiệm khá nhiều xe rồi. Anh đang ôm cua ở tốc độ ở đây là cái cầu gì đây anh nhỉ? Đây là cầu Hoàng Văn Thụ. Cầu Hoàng Văn Thụ ở Hải Phòng ấy. Anh đang ôm cua, một cái cua khá là gắt đấy. Tốc độ đây là 50 rồi, 50 rồi. Đấy, thậm chí là hơn đúng không? Tôi ngồi sau thì nói chung là vẫn thấy xe rất là chắc chắn, thì không biết là anh cảm nhận chiếc xe như nào anh? Ừ, mình thấy với chiếc xe này thì vận hành cũng khá là chắc chắn và ổn định đấy. Mình đi chiếc cầu Hoàng Văn Thụ này thì nó khá là đặc biệt, là nó một cái vòng cua rất là lớn. Nó là đâu đấy khoảng độ 3 4 cái vòng quay đấy. Thì vừa rồi là mình đi hết và đến bây giờ hiện tại đang là đến 60 cây rồi. Thì mình thấy là chiếc xe này cũng khá là ổn định và chiếc xe là chắc chắn. Bây giờ sau đây là sẽ là đoạn đường thẳng dưới chân cầu đấy, thì mình sẽ trải nghiệm cái cung đường tiếp theo, mình thử xem là xem tốc độ của chiếc xe này là như thế nào. Theo nhà sản xuất công bố thì nó chạy tối đa được 100 km/h đấy. Đây hiện tại là mình đang đi, đây là xuống dốc, nó đâu đấy nó gần 80 rồi. Gần 80 rồi đúng không? Gần 80 thì ví dụ chạy tốc độ 80 anh thấy vô lăng của nó có chắc chắn không anh? Chiếc xe này vô lăng chắc chắn đấy. Nếu mà vô... đi ở giải tốc độ thấp thì chiếc vô lăng nó sẽ nhẹ hơn. Thế à? Nếu mà ví dụ anh thử lái một tay thì liệu nó có chắc không anh? Đấy. Lái một tay mình giữ nhẹ nhẹ thì nó vẫn nó siết lại đúng không? Đúng rồi, nó có siết đấy, siết theo tốc độ đấy. Qua đoạn này anh thử chạy xem là mình tốc độ sẽ thử hết ra cái đoạn này nhá. Điện thoại em chống rung hơi kém, gần 80 rồi. Xe tăng tốc nào anh? Xe tăng tốc khá là mượt đấy. Mượt đúng không? Em đang hướng cái đèn xanh đèn đỏ lên 90 rồi. Em đang hướng đèn xanh đèn đỏ. Để lượt về mình sẽ hết ga nhá. Vâng. Đi cùng anh thì có một bạn này thì cũng chia sẻ hình như cũng là dân chuyên ngành ô tô ấy đúng không? Thì anh em hiểu về kỹ thuật có thể chia sẻ thêm một chút được không? Thì về sản phẩm này ấy, thì nó có rất là nhiều cái ưu điểm. Ưu điểm đầu tiên chúng ta có thể kể đến là tại sao xe có thể ổn định với chẳng như vậy. Thì chúng ta có thể kể là cái xe này là liên doanh của một khá rất nổi tiếng của GM của Mỹ. GM Mỹ, rồi. Thì cái sản phẩm này nó đạt để được ra xuất xưởng nó phải đạt được các tiêu chuẩn của GM toàn cầu. Thì đầu tiên chúng ta có thể kể đến về hệ thống khung gầm của nó rất ổn định, rất là tốt. Đầu tiên có thể kể đến, chúng ta có thể nói là cái khung xương của nó là thép cứng độ cao đạt tiêu chuẩn của GM. Ngoài ra thì cái hệ thống treo của con xe này rất là đặc biệt, khi cầu sau lại sử dụng hệ thống treo là phụ thuộc nhưng mà lại đa liên kết. Đấy, cái khái niệm này thì các bạn chỉ có thể gặp được ở trên những xe hạng sang như là kiểu Mercedes hoặc là BMW thôi, đúng chứ ở xe khác là các bạn không thể gặp được. Đấy, đây là một cái hệ thống treo rất là tốt, giúp xe có thể bám được đường tốt hơn này, ổn định khi bạn vào cua. Đấy, đúng rồi, nó có một cái đòn ngang để giữ cho xe gọi là ràng buộc giữa hai bên của bánh xe. Đấy, giúp con xe có thể là tăng thêm sự ổn định của cái xe này khi bạn vào cua này, và khi các bạn đi xe trên đường xấu thì giúp xe này bạn thấy có thể trải nghiệm, các bạn thấy là xe đi rất là ổn định. Thế nha, bây giờ mình sẽ thử đi lên hết ga. Bây giờ tăng tốc đúng không? Hết ga này, giờ đang 70 này. Xe công nhận là xe nó vọt nhiều. 80 rồi. Nói chung là đúng theo công bố thôi, nó phải tầm 100 đấy. Trong cái ngày là lên, vừa lấy là mình cũng một lần thử là lên cũng được đến 105 rồi. 97 rồi này, đang đèn xanh đèn đỏ. Chuyển làn đấy, chuyển làn mà xe cũng chắc chắn nhở. Đây là cái trải nghiệm rất là thực tế. Là mình full tải 4 người đúng không? Mà full tải 4 người luôn. Đã chuẩn bị lên dốc, xe là xe được 100 đấy, đến 97 rồi, 98. Wow. 100. 100, đây. Ok, và đang lên dốc. Mà lên dốc luôn, đây, đang lên dốc luôn này. Ok. Nãy anh có chuyển làn mà em thấy là cái xe nó rất là chắc chắn luôn. Đấy, thế là anh em trên mạng thì thật ra cũng có nhiều khách hàng người ta chưa được trải nghiệm xe, cũng có nhiều người thì cũng tìm hiểu thông tin chưa rõ lắm, thì cũng qua cái thực tế anh ấy chạy thì mọi người thấy rằng là mặc dù đây là một chiếc xe di chuyển trong đô thị nhưng mà nó được thiết kế cái hệ thống treo cũng như là cái công nghệ của GM nên là xe nó rất chắc chắn. Đây, chuẩn bị là ôm cua này, ôm cua đổ dốc bây giờ tốc độ 60 này. 55 này. Đấy, rất là chắc luôn. Mà cua này cực kỳ gấp nhá. 60 đấy. Đấy, 60 này. Cái này là đèn là hơi tròn. Ok. Thế là nếu mà anh chị em nào băn khoăn, đương nhiên chiếc xe này phần lớn di chuyển trong đô thị, nhưng nếu cần chúng ta chạy tốc độ cao, ví dụ như là 70-80 km/h, vẫn rất yên tâm, từ hệ thống khung gầm ổn định cho đến hệ thống treo. Đấy.
Ok, đấy, đây là một cái đoạn anh ấy chuẩn bị cua ngược lại. Đấy, vô lăng trả lái rất hay luôn nhá. Thì mọi người hãy đến trải nghiệm để có thể cảm nhận thực tế. Đấy, và nếu mà có ý kiến thì sẵn sàng trao đổi một cách lịch sự, văn minh để chúng ta cùng trao đổi và hỏi lẫn nhau. Anh chạy xe lâu chưa mà anh chạy hay thế? Mình chạy cũng một thời gian rồi, Vâng. cũng vài xe rồi. Nói chung là ngon, về về khung gầm các thứ là thậm chí nhiều chiếc xe hạng A chưa chưa so được với xe này đâu.